Bây giờ anh em đi xem chó, chó con mới đẻ. Con mì đâu hết rồi. Ui rồi. Để em để nhiều nhỉ. Để đi mày bé ơi. Không muốn cho trắng nào luôn. Không. Con đi trắng bên kia phải không? Có đâu không? Không. Đi sang bên kia thôi. Dậy đi bố đời ơi. Xem nào. Úi dồi ôi. Tắp sư ra không nổi rồi. Mấy con này. Đây đây. À, đi rồi. Hai, bốn, sáu, tám con. Một tuần đấy. Tám con. Con này. Đấy. Con này về tí mà để anh nhiều này mà. Xin hai con đi về nhá. Con gì? Con này đẹp nhất. Hai con đen này anh sẽ để luôn. Hai đen này đẹp nhất này. Thì hai con đen anh để đấy. Để nuôi. Lucky. Thế anh còn có lấy con nào phải không? Hử? Thế mấy nữa nó lớn anh không lấy à? Không biết thằng nó lấy con nào. Mà hai con đen này lấy anh nuôi đã. Ok.
to mới được lấy.